Đáng kính thầy cô. Hiện nay, 介绍一下特别来宾，我们有国际佛光会世界总会谭教师张乃宾张老师，好，还有国际佛光会蒙氏分会会长刘桂荣，哈冈分会会长。 吴芳会长，还有洛杉矶县政府华人员工协会 Carolyn福气到，羊年发财好运到，天天开心是福报，财神追你到处跑，老婆听话又乖巧，家庭和睦乐逍遥，感谢您来到平阳凑热闹，欢天喜地度过每一宵。给我个机会，不要再对爱说无所谓。 留下了太多伤悲，告诉我你到底爱着谁？Next one we have karaoke, one more drop.
OK， 那么就有请我们这次总召集人，就是李昌明先生上台，送给我们这位特别义工林瑞祥先生的一个纪念品。我们大哥也是很尽心的把这份礼数送给我们这位特别特别的义工。 那么你就用一些让唱法走吧。哎，我们刚才不是说上台要唱歌吗？是啊。如果，哎，mời có bao nhiêu 30 năm cuộc đời 20 năm đầu sung sướng không bao lâu 20 năm sau sầu thương cao vời vời 20 năm cuối là bao. Tất cả mọi người đều có một cái niềm hy vọng may mắn của cái lọc đầu năm. Cũng như em này mới vừa rồi đã trúng được một cái TV 6 inch. Và kế đó chúng tôi còn 7 cái iPad 2 và những cái tiết mục kế tiếp. 417 417 417 là số trúng thưởng cuối cùng, cái iPad cuối cùng. Dạ, đã có chủ nhân của nó. Dạ, xin mời. Và bây giờ chúng tôi xin mời 6 vị trước kia đã nhận được phần thưởng cái iPad. Xin mời lên để chụp hình lưu niệm với ban tổ chức chúng tôi. Thay mặt ban tổ chức chúng tôi cũng xin kính chúc quý vị một năm mới an khang thịnh vượng, sức khỏe dồi dào và vạn sự như ý. Đã hoàn tất rồi thì tất cả đêm nay chúng ta đều vui và coi như là cái nhiệm vụ mình đã xong. Và ngày hôm nay là kể như là tất cả trong cái ban trị sự của mình đó, là kể như là tới hôm nay là cái ngày chót rồi đó. Thì chỉ còn lại duy nhất đó, là Lý Trang Mỹ Xuân Xuân là cháu chỉ rỉnh thôi. Thì như vậy thì trong cái thời gian tới thì sẽ do nơi Lý Trang Mỹ Xuân Xuân cháu chỉ là nếu mà mình thấy mà người nào có cái khả năng mà có cái thiện chí mà có cái muốn ra phục vụ cho cái người đồng hương mình thì tới trường đó thì chúng ta tất cả đều có thể gia nhập ở trong cái mà trong vài tháng tới nữa là nó sẽ có một cái cuộc triệu họp, trong đó là có kể cả luôn là người Bình Dương mà mình đã kêu gọi là tất cả mọi người chúng ta đều có thể là cùng đoàn kết với nhau để làm sao mà mình hy vọng rằng sang năm á cái cuộc kỵ của mình đó, nó sẽ có một tính cách quan trọng vui hơn, đó là mình đã tạo được cái vấn đề đoàn kết của hết tất cả những người Bình Dương của mình, kể cả không phân biệt cả là chủng tộc người Việt người Hoa, mà cái kỳ này mình đã thể hiện cho họ thấy rằng mình đã đưa cả vấn đề văn hóa của Việt Nam vào trong cái chương trình cái đêm họp mặt của người đồng hương Bình Dương mình. Thì
Tôi nghĩ rằng cái đó cũng là những cái vấn đề mà nếu mà chúng ta có thể tiếp tục được thì càng tốt. Cái đó thì tuy nhiên bây giờ còn nói hơi sớm, cái đó là chỉ để vài tháng sau nữa rồi. Tới chừng đó anh em mình sẽ cùng nhau thảo luận về coi như thế nào. Thì cái chuyện đó hạ hậu phân giải. Vậy thì bây giờ để cái cuối để hôm nay sẽ được bắt đầu thì bây giờ tôi xin mời anh Lý Sương Minh có vài lời với tất cả các anh em thành viên trong ban tổ chức của cái cuộc tiệc họp mặt người đồng hương Bình Dương. Kính mời anh Lý Sương Minh. Rất là thành công, thành ra hôm nay tôi đại diện tất cả anh em rất là cảm ơn tất cả anh em. Thì thôi thì bây giờ tôi xin thưa với tất cả các anh em như thế này. Và bây giờ trước nhất là với cái cương vị mà là điều họp tất cả các anh em mình trong cái thời gian 2 tháng để mà cùng thực hiện cái chương trình mà mình muốn đem cái niềm vui lại cho những người đồng hương bà con Bình Dương mình. Cái việc đó chúng ta đã làm được rồi. Thì bây giờ thay mặt cho tất cả và tôi xin thành thật cảm ơn tất cả các anh em đã cùng với chúng tôi cùng đồng hành trong 2 tháng qua mà tôi nghĩ rằng những cái vấn đề mà mình làm được cho người Bình Dương đó không hẳn một cá nhân nào hết mà chúng ta là tất cả những người Bình Dương chúng ta đã làm được việc này rồi. Bây giờ tất cả các anh em cho xin một tràng pháo tay để tự cổ vũ người Bình Dương của chúng ta. Và riêng cá nhân tôi thì tôi xin thưa với tất cả các anh em như thế này, nếu mà trong 2 tháng qua tôi có làm những cái vấn đề gì mà tất cả các anh em thấy mà có nghĩa là các anh em thấy là nó cũng không có được là đồng ý lắm, thì trước tiên tôi cũng thành thật xin lỗi tất cả các anh em. Đó cũng chẳng qua là vì mình quá muốn làm sao để cho cái công việc mình cho nó thực hiện nó tốt hơn. Có đôi lúc thành ra có nhiều cái chuyện nó hơi khắt khe một chút. Thì mong tất cả các anh em cũng thông cảm cho. Và bây giờ thì cái đêm nay là cái đêm mà sau khi 2 tháng chúng ta đã bây giờ trút cái gánh nặng xuống rồi. Thì bây giờ đêm nay chúng ta hãy tất cả cùng vui. Mà bây giờ chút nữa là bây giờ quý vị mà hôm trước á là mình không hát hay là ok được cái gì đó cũng là một cái vấn đề sơ suất của ban tổ chức. Bây giờ đêm nay yêu cầu tất cả các anh em cùng nhau hát, đồng ý không? Đồng ý. Rồi ok rồi, thành ra cảm ơn Kim Thiên nè chiếc sư hồn mình thỉnh dẫn chủ ban đang quy cho các lãnh phán hoàn huy tờ với cơ xin cung nhen cho gia đình của chàng đại biểu Lý Chiến Sướng xin chàng của mình 你先到
Thank you.
下的花处处只有那夜来香，如着芬芳，我爱着夜色茫茫，也爱着夜阳歌唱，更爱那花一般的梦，拥抱着夜来香，吻着夜来香。夜来香，我为你歌唱。夜来香，我为你思量。啊，我为你歌唱，我为你思量。
dân đã quên quên xưa xưa đã sinh sinh thì sang cùng dấu xưa liệu y ba sinh dính liệu y ba thuyết chưa xa mong đi đôi thời xưa hoa na sơn xanh ngây mình thèm nghĩ giống chưa gì hoài xưa dần xuyên nhẹ phù chưa rấn chết qua sao đi liễu sang bao cuộc xèo xa cho ý
Chào